Xin chào cả nhà. Hôm nay được ngày mưa gió cuối tuần chủ nhật ở nhà mình bắt đầu chỉnh sửa cái mầm của cây hoa giấy này. Vừa rồi mình mới cắt nhé. Mới cắt thì nó đã ra bật rất là nhiều mầm, nhiều lộc. Thì hôm trước lộc nó dài độ khoảng 5 đến 10 cm, mình đã dùng dây mình kéo vít một lần rồi. Thì hôm nay là nó dài ra. Trời mưa trời gió này mình ra mình vít tiếp lần thứ hai. Đấy các bạn nhìn thấy vít dây, dây một loạt dây buộc từ dưới lên. Đấy. Vít dây cây hoa giấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Làm cái này nó nhiều công phu lắm. Cái hoa giấy này là mình làm cái cây bonsai lùn lực và theo cái phương pháp mà cắt giật. Hoa giấy nó cũng khó uốn cho nên là không thể uốn được, mà uốn thì nó xấu. Bây giờ chơi cây cảnh là không ai uốn nữa, mà phải cắt giật thì nó mới đẹp. Đấy, cho nên là mình cắt một mấy lần rồi xong bây giờ tiến hành là khi cành non nó ra là bắt đầu mình tiến hành mình vít. Vít cành nó xuống. Vít những cái cành mà mình nuôi để có tương lai là mình vít cho nó xong là bay ngang ra. Đấy. Đấy, các bạn thấy sợ chưa? Gốc mịn màng luôn nhá. Gốc mịn màng lùn lực luôn. Cái này cái bởi vì cái mầm nó non chỉ có dùng dây mềm các bạn nhé, dây mềm để vít thôi, nếu không là nó gãy. Mình cũng bị một số cành bị gãy rất là tiếc, nhưng mà không còn cách nào khác là đành phải làm như vậy thôi. Gốc phôi này mà vào tay thợ làm thì nghệ nhân thì tuyệt vời luôn, nhưng mình thì chỉ dân chơi bình thường nhé. Dân chơi bình thường học hỏi các bác ấy làm. Thì xong bắt chiếc. Bắt chiếc làm qua loa để thầy có một cái cây để chơi thôi. Theo cái ý của mình thôi. Đấy, bây giờ mình quay lại sát để các bạn xem. Bây giờ cái trước mắt là mình cứ nuôi cái làm cái tay chính bay ngang lại nhá. Thế còn sau thì mình sẽ làm những tay cành vọt lên nó sau làm sau. Bởi hoa giấy nó cũng rất là dễ. Rất là dễ chăm, dễ lên mầm. Trời đang mưa phun phun rồi. Đấy. Đây này mình quay qua này. Đấy. Buộc dây vít các cành ngang hết. Để cho bay. Cái hoa giấy này thì nó có cái đặc tính là mầm nó lên thì nhiều nước cho nên mầm nó cứ vọt thẳng đứng. Mà cái mầm nào mà nó vọt thẳng rồi thì sau đấy nó sẽ lên rất là khỏe. Nhưng mà khi mà chúng ta kéo ngang một cái là nó kiểu như nó ngắt mạch nước dẫn của nó, thế là nó kém ngay. Cành nó lại bị hơi bị chột chột này, nên phải kéo phải khéo. Đây này. Đấy. Mình buộc đu hết từ gốc. Buộc đu hết từ góc lên. Thấy chưa? Đấy. Chẳng chịt hết. Mất cả buổi đấy các bạn. Mất cả buổi để buộc đấy. Những cái cành mà không dùng ấy thì mình bỏ. Thế còn cái cành nào mà đây những cái cành mà lên thẳng mình cắt bỏ nhé. Cái đầu mầm lên thẳng cắt bỏ.
xong mình vít những cái tay ngang này cho nó bay ngang này. Đó, đây này. Đấy, vít vít nó bay ngang hết ra. Cái cành này không hiểu nó làm sao mà nó khỏe thế này mà tự nhiên nó bị vàng hết lá này. Nhìn chung là làm vất vả. Đây mình chia sẻ cái cách mình làm vui vui chơi chơi thôi các bạn ạ. Chứ còn không biết là các nghệ nhân làm thế nào. Đây. Đấy, cái này cái ngọn của mình nhá. Ngọn. Đấy. Này đang nuôi. Sau này chỉ bông ngọn thì cắt đến đây thôi. Là cho bông ra. Đấy, cái cành này đang để cành thở cho cái chỗ này nó to ra tí. Đấy. Đấy, cái ngọn. Đấy, bông nó thở. Đấy, bên này nó vít. Mình vít cứ nhằng nhịt xuống định hình sau các bạn ạ. Bây giờ nhìn thì nó thấy nó rối. Rối nhiều cái mục đích là cứ bẻ ngang nó xuống. Đây này, như cái cành này. Cái này nó lên thẳng ở trên bông này. Thì mình vít ngang nó thôi. Vít ngang nó theo cái chiều tay bông ra. Đấy. Thế còn những cái ông nào mặc không đúng vị trí thì cắt bỏ. Đấy nhá. Đấy. Đây này, vít hết. Cái cành này nó vọt lên trên này. Đấy, nó nôm na như cái cành này. Đấy, nó cong này. Lần trước mình vít một lần ở đây nhá. Nó vọt thẳng lên đây. Bây giờ mình bẻ quẹo sang đây. Vít ngang đây này. Tất nhiên cái tay này mình ấy thế thôi. Nhưng mà sau này chỉ cắt ngắn đến đây thôi. Thế nhưng mà kệ nó. Cứ làm như thế cho nó bay ngang. Còn sau tính sau. Thế còn đây nhá các bạn nhé. Trên nhá. Đây này. Đấy, nó đi. Đường đi này. Đấy, nó bay ngang đây này. Rồi nó bay sang bên này. Đây này, bay sang bên này. Đấy, thì xem nó thành một cái bông cổ ngọn. Bông cổ ngọn rất là đẹp. Gốc giấy phê luôn. Thấy chưa? Tiếp đến là một ông lùn lực nữa bên này. Cũng vít này. Đấy, vít dây nhăng nhịt hết. Kệ. Thế cho nó đẹp. Cái ông lùn lực này thì cũng sợ. Cái ông này. Nhưng mà cái ông này gốc bởi trong bị lũa rồi. Đấy nhá. Cái cành. Đấy. Cái cành nó vít nó bay ngang rồi. Thế còn ở trên mình, cái này mình làm tán ô luôn. Cho nên ở trên mình cắt luôn. Những mầm này mình cắt luôn. Cắt lên này cho nó ra càng dày mầm càng tốt. Sau này nó làm một tảng. Một tảng. Đấy rồi đấy. Chứ không làm cho nó tay cành rõ nét gì cả. Cái này làm tán ô. Cứ dính chắc là được. Dày đặc là được. Xong rồi cắt lùm lùm. Đó. Gốc này. Gốc này siêu khủng các bạn. Đây. Đó. Quá ngon luôn. Rồi, lại tiếp tục nuôi. Tiếp tục nuôi để đến đợi vài tháng nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Các bạn yêu thích cái kênh của mình thì vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn rất là nhiều.